Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép đề cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tìm người từng đến bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ. Thông báo khẩn, theo công văn số 4101 Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều về việc kiến nghị Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ phong tỏa đối với bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ. Sở Y tế Hậu Giang thông báo như sau: tất cả những người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có đến bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021 để khám và điều trị bệnh, đề nghị đến trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế hoặc gọi điện số điện thoại đường dây nóng, danh sách số điện thoại đính kèm để được hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Hậu Giang đề nghị các sở ban ngành đoàn thể phối hợp thông báo đến người dân trong tỉnh biết thực hiện. Nếu ai có liên quan, xin hãy gọi điện đến những số điện thoại như sau: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số điện thoại 0961 65 3088. Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh 0967 341 515. Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy 0967 681 515. Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ 0961 464 988. Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ 0967 701 515. Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp 0967 691 515. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 0967 721 515. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A 0967 711 515. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0967 741 515. Tiếp theo phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch. Huyện Vị Thủy đang tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu để mọi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Những chiếc xe có gắn loa di động đã góp phần khi người dân chủ động là tiểu thương buôn bán tại chợ Nàng Mau. Mỗi ngày chị Nguyễn Thị Nga tiếp xúc rất nhiều với khách hàng, hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 trước khi bắt đầu công việc buôn bán. Chị đều đã chủ động mang khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách trong suốt quá trình bán hàng ngày. Chị Nga tâm sự, từ hồi dịch có đến bây giờ khi ra chợ bán, tôi đều đeo khẩu trang suốt trong thời gian buôn bán. Dù nhiều lúc có hơi khó chịu nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, tôi không bao giờ tháo khẩu trang. Tôi trang bị thêm dung dịch sát khuẩn tay để tự sát khuẩn cho mình và khách hàng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, các cấp, các ngành ở huyện Vị Thủy đã nỗ lực không ngừng trong việc kiểm soát dịch trên địa bàn và từng bước xây dựng vùng xanh ở các xã, thị trấn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhận định có thể còn kéo dài để tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được, rất cần sự ý thức, trách nhiệm của mỗi người. Trong tuyên truyền, bên cạnh thực hiện tốt thông điệp 5K, địa phương đã nhấn mạnh yêu cầu mỗi người cần là một tuyên truyền viên tích cực, vận động những người xung quanh cùng nhau thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Ánh Nga ở xã Vị Trung chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, phòng dịch tốt nhất là nhà ai nấy ở, chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết và có đi phải tranh thủ về ngay, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Mọi người dân có thể chung tay cùng địa phương phòng chống dịch hiệu quả nhất. Với đặc thù là thị trấn trung tâm của huyện, từng có nhiều vùng cách ly y tế được thiết lập, nên địa phương đã chủ động thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bằng hình thức, nhiều hình thức để người dân nắm bắt tình hình chung, chủ động phòng chống dịch. Ông Võ Hoàng Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban thị trấn Nàng Mau: thời gian qua, địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông điệp 5K, tuyên truyền về công tác vận động, tiếp nhận và ủng hộ cho công tác phòng chống dịch, cập nhật tình hình dịch bệnh, số bệnh nhân mắc mới, thông báo khẩn qua hệ thống loa truyền thông. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên hầu hết người dân. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19
diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.